Thế và xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, và nhất là đêm nay tại Isla Capri rất là may mắn. Kính thưa quý vị, tối hôm nay Lê Toàn xin được quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc The Trance. That was a good news. Và hôm nay Lê Toàn có một cái announcement. Lê Toàn muốn loan báo quý vị một tin không được vui lắm, nhưng cũng là một sự may mắn. Đó là tối hôm nay nữ ca sĩ Như Quỳnh sẽ không có mặt. Chúng tôi xin thay mặt cho I Love Capri và chị Jackie cũng như ban nhạc thành thật cáo lỗi với quý vị, là vì trước cái ngày đi show thì Như Quỳnh đã bị cô nhà thương. Cô ta đang nằm trong nhà thương vì phải mổ ruột, cho nên chúng tôi nhận thấy đó là cũng một điều may mắn là khám phá ra trước khi lên máy bay. Tuy nhiên để bù lại, chúng tôi đã mời được nữ ca sĩ Lưu Bích để thay thế vào chỗ của Như Quỳnh. Lưu Bích, mặc dù tối hôm qua đi hát tại Palm Springs cùng với Kỳ Duyên và rất nhiều ca sĩ rất là mệt, nhưng mà khi Lê Toàn gọi thì Lưu Bích nhận lời ngay. Cho nên tí ra đây, quý vị cho Lưu Bích một tràng pháo tay thiệt là lớn và xin cảm tạ quý vị. Bây giờ để mở đầu chương trình, Lê Toàn xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Kitty Chan from San Jose. I see a lot of beautiful people here tonight. I really, really can't get my eyes on you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You mean I have any touch. Oh, xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nam ca sĩ từ San Francisco, Mr. Simon Wong. Driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my mind.
Nhưng mà quý vị có công nhận bản nhạc chưa rất hay hay không? Tiếp theo đây, Lê Toàn xin được giới thiệu đến quý vị một người nữ ca sĩ, một vóc dáng rất là đẹp, và cô đã từng là hoa hậu của Chinatown San Francisco. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Margaret Yang, Miss Former Chinatown. Cảm ơn anh Lê Toàn. Mời quý vị xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị. Mọi người muốn gửi đến quý vị một bài hát vừa tiếng Hoa và vừa tiếng Việt Nam. Đó là bài Mùa Thu Lá Bay. Thank you so much. Mọi người cảm thấy rất là hân hạnh được đến với quý vị trong bữa nay. Mọi người hy vọng là quý vị sẽ rất là thích chương trình đêm nay. Cảm ơn. Một ngày sống với anh sẽ buồn đời, dẫu cho mưa rơi đang tháng năm, lạy trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mãi
Don't fall in love. At the Copa,
Xin chào mời quý vị. Thank you. Kính thưa quý vị, và bây giờ Lê Tà xin được hân hạnh mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nam ca sĩ Mạnh Đình. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng. Rồi một ngày kia em quê áo mới xanh hơn mây trời. Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời. Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nào sầu. Làm quà cưới cô dâu. Em này em, chiều nay mây có về bên đây, đưa đường cho mưa rơi xuống đời chiều nay à. Nàng để anh che đời đời em mà nhớ. Cả ly xuân đang về, đâu thấy hoa mai nở bên đường, đâu ngờ em khoác áo dài xinh, em cứ tha đi với mẹ già. Đẹp đẹp làm sao, tay em mang cây dù bóng bóng bay bay ở trên đầu. Bạc đời mi xinh quá là xinh, em hé môi thì đúng đồng tiền. Tình tình làm sao, nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang giống. Anh đang giấu đi em. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói là muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ. Oh.
dê quá is not good, right? 35 con dê. I understand that. Oh, that's even worse. Thank you. Come on over, baby. Hold on, the shaking going on. What's that? Kính thưa quý vị, và bây giờ Lê Toàn xin loan báo của quý vị là trong giờ break, các ca sĩ sẽ đem CD và poster cùng đến quý vị và phía bên hông. Và ban tổ chức cũng có nhắc quý vị nhớ đi ra phía đằng trước để được lì xì. Quý vị nào có định kiếm may mắn tối nay xin nhớ nén lại một tí để ủng hộ cho các ca sĩ tối hôm nay. Chúng tôi sẽ có những CD của Lê Toàn, Lưu Bích, Mạnh Đình và Margaret Giang. Và bây giờ ban nhạc sẽ được nghỉ giải lao trong giây lát và sẽ trở lại cùng quý vị trong set thứ nhì. Xin cảm ơn quý vị. We'll be right back. Thank you.